chào tất cả bác nhé. Ngày hôm nay em sẽ gửi cho anh một bác khách ở Hải Dương. Anh này là anh Bùi Văn Nhanh anh em nhé. Anh Nhanh thì anh lấy một con vang FX con LX6 và một bộ chân loa thì tổng là 3.3 triệu và anh đã chuyển khoản đủ luôn. Và ngày hôm nay thì em sẽ test cho anh em nghe cái echo và cái reverb của cái con vang này. Cái con vang này thì nó rất là hay anh em nhé, là một trong những cái con vang cơ nhưng mà nó lại có reverb như vang số anh em nhé. Nó có reverb và nó có cái effect chống hú rất là tốt. Đó. Và bây giờ em sẽ test cho anh em cùng nghe. Em không sử dụng mic không dây anh em nhé, mà sử dụng mic có dây, một cái mic rẻ tiền thôi, vài trăm nghìn anh em nhé. Đấy, sẽ cắm mic vào nhé anh em nhé. Đó, đầu tiên thì sẽ phải giảm volume ở đây, cắm mic vào. Đó, rồi ok, tăng volume lên. Đó, ok chưa? Thì với cái mic này em sẽ alo thử để anh em nghe nhé. Đây là không effect này. Được. 67. Đây là không effect. Tiếng không effect này thì anh em cũng đã nghe thấy là tiếng nó rất là sáng đúng không? Đầu tiên là con này nó có một phần đó là nâng tiếng anh em nhé, exciter. Cho có exciter cho phần nâng tiếng. Đấy, anh em có thể nghe cái tiếng của em nghe nó rất là sáng đúng không? 1 2 5 6 7. Đấy, nghe tiếng rất là sạch đúng không? Đầu tiên là cái con vang này nó đã làm cho rất là sạch. Nó sử dụng luôn con xe 40 là một dòng chuyên súp anh em nhé. Chuyên súp vì tiếng nó rất là tối. Anh em có thể thấy là tiếng nó rất là tối nhưng mà em ghép con vang này tiếng nó đã rất là sáng rồi anh em nhé, không cần phải dùng cục đẩy nó tiếng sáng. Đây là chỉ cần sử dụng một cục đẩy đánh súp thôi nhưng mà tiếng nó đã rất là sáng. Bắt đầu là em cho effect lên này. Khi cho effect lên thì anh em nghe cái độ bay, cái độ bay của tiếng thì đúng không? Bây giờ nó chuyển qua nhé. Con này có một cái điểm nữa là nó có repeat này, delay này, nó có reverb luôn anh em nhé. Reverb anh em chỉnh ở đây, nó có hiển thị các thông số ngay trên này. Hiển thị thông số này em để reverb là 50 chẳng hạn. Repeat 6 7, repeat em để tầm khoảng độ 52. Delay thì em để tầm khoảng độ 6 7 8 9. Như thế này là rất hay, chỉ để 50 anh em nhé, 50 mà là nó rất hay như thế này rồi. 6 7 7 8 9. Còn với cái con vang này nó một điểm hay nữa là anh em có thể muốn gì vật nhiều thì anh em xoay bên tay bên trái, còn anh em muốn echo nhiều anh em xoay bên phải. Ví dụ như là đây là anh em sẽ xoay bên trái này. 6 như này là toàn vật, toàn tiếng vang thôi anh em nhé, toàn vang thôi đúng không? 1 2. Anh em muốn nhiều nhạc thì anh em vặn bên tay phải. Anh em nghe chưa? 6 7 7 8 9. Nó có nhạc chưa? Con này rất là hay anh em nhé, rất là dễ chỉnh. Đây, xoay bên tay trái. Ít nhạc nhưng mà nhiều vang. Vang là cái reverb đấy anh em nhé. 1 2 5 6 7 8 9. 1 2 5 6 7. Đó. Như thế này thì em sẽ trộn vừa echo vừa gì vật thì nó sẽ như này. Rất là hay đúng không? Con này nó có cái chức năng gì vật echo anh em trộn vào rất là hợp lý. Ngoài ra thì nó có cả chống hú anh em nhé. Cái chống hú này khi chúng ta ấn vào nó sẽ hiện là on, tức là đang dùng chống hú. Nhưng mà với cái con này thì em là sẽ không dùng chống hú anh em nhé, vì cái bản thân của cái con vang này nó chống hú rất là tốt rồi anh em nhé, chống hú rất là tốt. Đấy, thì anh em có thể nghe thấy em sẽ không sử dụng chống hú và sẽ tí nữa một chút nữa em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe. Đấy, ở đây thì không effect luôn anh em nhé, không effect, không echo gì vật, không chống hú. Đấy, thì anh em nghe cái tiếng nó đã sạch chưa, rất là sạch đúng không? Mà trong khi đó là em đang dùng con xe 40 là một con cục đẩy tiếng đánh súp, tiếng không sáng. Chuyên súp thì cục đẩy chuyên súp thì tiếng không hề sáng anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy cái tiếng nó đã rất là nó bay. Thì cái đầu tiên là con vang này tiếng nó rất là đẹp. Tại sao nói là cái vang cơ lai số? Vì đầu tiên là cái con vang này nó sử dụng chip thì chip của vang số, nhưng mà cái bản thân nó là vang cơ. Nó là vang cơ anh em có thể chỉnh tay được 100% anh em nhé. Con này thì có nút nguồn ở đằng trước anh em nhé. Nguồn đằng trước rất là dễ chỉnh, một cái màn hình rất là lớn. Mic thì anh em có thể cắm đằng trước hoặc là đằng sau anh em nhé. Đằng sau nó cũng có cổng mic, đầy đủ các kết nối như là AUX2 này, có Bluetooth anh em nhé, có Bluetooth này,
đó, có USB, anh em cắm USB vào đây, hoặc là anh em có optical, tức là có cổng quang, anh em cắm vào đây anh em nhé. Đấy thì anh em có thể thấy, hoặc đây là anh em để AUX1. Đấy, một con vang rất là dễ chỉnh, giá hiện tại con này là 2.800.000 đồng anh em nhé. 2.800.000 đồng, bên em sẽ bao ship. Đó, thì bác khách này chủ hẳn đủ cho bên em rồi. Thì bây giờ sẽ hát thử cho anh em cùng nghe với cái chất âm của cái con vang này. À, em sẽ để effect lên nhé. Sao sao về đàn chi 1 1 2 5 sao sao về đàn chi không chút hối nhớ nhé. Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai, ngay cả khi em vui hay buồn hay không. Một người từng rất thương, nay đau đến mức đã ngờ. Anh nghĩ là em nên sợ dãi. Thôi em đừng con gái trong thân kiêu sa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà, thích mơ bên anh đưa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Đêm hôm nay mình em yêu đời, bốn bề đằng sau những nụ cười, mặt trên gió anh chẳng chịu thương em đến đời. Có thể nghe thấy cái chất âm của con này thì nó rất là êm anh em nhé. Anh em hát yếu cũng hát được mà hát tốt cũng hát được anh em nhé. Thì ok, mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em với hai số điện thoại bên góc dưới. Hôm nay em sẽ đóng con này và gửi cho anh nhanh. Giờ em test đầy đủ anh em nhé, test đầy đủ chỉnh đầy đủ cho anh em rồi, về cứ thế mà dùng thôi. Ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em những video sau nhé. Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.